Quỳnh xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vô cùng quan trọng trong công tác công đoàn. Vừa qua, lớp đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn K236 vừa được khai giảng với 25 học viên là cán bộ công đoàn từ các tỉnh Bến Tre, Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết trong bản tin ngay sau đây. Thực hiện nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11 tháng 1 năm 2019 về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, Trường Trung cấp Công đoàn thành phố đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ khai giảng lớp đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn K236. Tham gia lớp học có 25 học viên là cán bộ công đoàn đến từ công đoàn cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và Đắk Lắk. Khóa học được tổ chức tập trung và kéo dài trong 2 tháng, các cán bộ công đoàn sẽ được bổ sung kiến thức ở 11 nội dung như lý luận cơ bản về công đoàn tham gia quản lý, tổ chức cán bộ công đoàn, đối thoại xã hội. Khóa học cũng là dịp để các học viên cùng giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác công đoàn ở từng địa phương, đơn vị mình công tác. Thưa quý vị khán giả, chiều 25 tháng 9, Đảng ủy Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA đã phối hợp với Vùng 2 Hải quân tổng kết chương trình SATRA vì biển đảo quê hương năm 2019-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng 2, Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân. Theo báo cáo, giai đoạn năm 2019-2020, chương trình SATRA vì biển đảo quê hương tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển đảo cho cán bộ, đảng viên và người lao động của tổng công ty, hỗ trợ cho các đơn vị, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng 2 hải quân tổng số tiền 550 triệu đồng. Đóng góp 600 triệu đồng cho quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc. Các đơn vị khối sản xuất đã tổ chức giờ lao động vì Trường Sa thân yêu. Chương trình còn thăm hỏi tặng quà cho các nhà giàn DK1, giao lưu và hỗ trợ cán bộ chiến sĩ các vùng 1, 2, 3, 4, 5 hải quân với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Tại hội nghị, báo cáo viên của vùng 2 hải quân đã thông tin cho cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về tình hình biển đảo, đường lối chính sách của đảng, nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển, định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thời gian tới, hai đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn trong thực hiện chương trình. Dịp này, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cũng đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích thực hiện tốt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020. Thưa quý vị khán giả, sau 2 năm triển khai ứng dụng văn phòng điện tử đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 24 Liên đoàn Lao động quận huyện và 29 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, vừa qua Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức sơ kết kết quả của quá trình ứng dụng này vào thực tiễn. Với mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý công văn, trao đổi thông tin, chỉ đạo đến các cấp công đoàn một cách nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm chi phí in ấn, không gian lưu trữ và đồng bộ văn bản cho toàn bộ hệ thống công đoàn thành phố. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến nay, ứng dụng văn phòng điện tử đã được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai đến tất cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 24 Liên đoàn Lao động quận huyện và 29 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong 2 năm triển khai thực hiện ứng dụng, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng nhìn chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như rút ngắn được thời gian xử lý công văn, trao đổi thông tin đến với các cấp công đoàn, quá trình gửi văn bản đi, nhận văn bản đến rất nhanh chóng và tiện lợi, bất cứ ở đâu có mạng Wi-Fi, 3G đều có thể xử lý được công việc, giảm hao phí thời gian đăng ký công tác tuần từ 14 giờ một tuần xuống còn 30 phút một tuần, tiết kiệm hơn 800 triệu chi phí cho các công tác bưu điện, email, photocopy, thông tin chính xác, cụ thể, giảm khả năng sai sót, không gian lưu trữ văn bản được số hóa nên tìm kiếm tra cứu rất nhanh chóng. Việc áp dụng ứng dụng văn phòng điện tử là một trong những đổi mới và sáng tạo của Liên đoàn Lao động thành phố trong phương pháp điều hành. Sắp tới đây, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa ứng dụng này đến với công đoàn các cấp, đồng thời kịp thời gỡ rối những vướng mắc và hỗ trợ công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trong việc vận hành. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 9, Liên đoàn Lao động quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Đông Sài Gòn tổ chức hội thi tin học văn phòng trong công nhân viên chức lao động.
74 thí sinh đến từ 35 đơn vị tham gia tranh tài ở hai phần thi. Phần thi lý thuyết, trắc nghiệm về kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị kết nối với máy tính căn bản, kỹ năng tham gia cuộc sống trực tuyến an toàn, ứng dụng tin học trong quá trình thao tác trên văn bản với Microsoft Word, bản máy tính Microsoft Excel, và phần thực hành, thiết kế 5 slide giới thiệu về đơn vị, xử lý bản tính, lập biểu đồ và thiết kế một hệ thống mạng máy tính của đơn vị. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 26 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Anh Nguyễn Tấn Tài thuộc đơn vị trường trung học cơ sở Long Phước và chị Nguyễn Thị Kim Ngân, công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Lộc, đại diện lần lượt cho hai khối hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt giải nhất. Thông qua hội thi, góp phần duy trì và phát triển hoạt động phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân viên chức lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Mặt khác, giúp các công nhân viên chức lao động ôn lại kiến thức về tin học văn phòng để áp dụng phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn và công tác quản lý tại đơn vị. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 6B/NQ-TLD nhằm góp phần đánh giá hoạt động công tác kiểm tra tại công đoàn cơ sở và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều lệ tài chính tại công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại công đoàn cơ sở để giải đáp thắc mắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra tại công đoàn cơ sở. Thông qua buổi tọa đàm, những vấn đề vướng mắc của công đoàn cơ sở đã được giải đáp kỹ lưỡng, và qua đó những kiến nghị đóng góp của công đoàn cơ sở cũng được đại diện Liên đoàn Lao động quận ghi nhận để có những hỗ trợ kịp thời và phù hợp. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng đã khen thưởng tuyên dương cho 17 tập thể và 23 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho con công nhân viên chức, người lao động, dịp Tết Trung thu năm nay, công đoàn các cấp đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa, mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp. Tối 25 tháng 9, tại Nhà văn hóa lao động quận 11, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP.HCM phối hợp cùng với các doanh nghiệp tổ chức đêm hội trăng rằm cho 150 con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, các em thiếu nhi được hòa vào không gian đêm Trung thu cổ tích khi được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn đến từ các nhân vật như chị Hằng, chú Cụi và nhận được nhiều phần quà ngộ nghĩnh ý nghĩa từ ban tổ chức. Các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ như múa lân sư rồng, xiếc, ảo thuật vui nhộn. Dịp này, ban tổ chức đã trao bánh Trung thu, lồng đèn, áo thun, quà và đồ chơi trị giá 300.000 đồng mỗi phần cho 500 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại quận 11, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Ngoài ra, chương trình cũng đã trao 50 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho con công nhân có thành tích vượt khó học giỏi. Ban tổ chức đã trao tặng một suất học bổng đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho cô bé Nguyễn Hoài Thương, 12 tuổi, với biệt danh Chim Cánh Cụt và là con của một công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn IS Việt Nam, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Dù mất tứ chi, nhưng Hoài Thương luôn đạt thành tích cao trong học tập. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm chia sẻ của công đoàn các cấp, các doanh nghiệp đến với các em nhỏ, để lại những kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ và phần nào tạo niềm vui cho các em. Mới đây, Công đoàn ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Ánh trăng ấm áp cho con em công nhân viên chức lao động ngành y tế có dịp vui chơi Tết Trung thu. Chương trình có nhiều hoạt động như hát múa, múa lân, ảo thuật, xiếc thú vô cùng đặc sắc, làm cho các em nhỏ vô cùng hào hứng. Cũng trong chương trình lần này, Công đoàn ngành y tế đã tổ chức hội đập heo đất gây quỹ cho học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020-2021 với số tiền gần 370 triệu đồng để chấp cánh ước mơ cho các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học là con em của công nhân viên chức lao động ngành y tế. Dịp này, Công đoàn ngành y tế cũng đã trao 110 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020-2021 cho con em công nhân viên chức lao động ngành y tế học giỏi có hoàn cảnh khó khăn từ cấp 1 đến cao đẳng đại học, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Tổng kinh phí của học bổng năm nay là 220 triệu đồng. Thưa quý vị, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động toàn thành phố, lao động nữ hiện có mặt ở hầu khắp các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thời gian vừa qua, tổ chức công đoàn tại mỗi cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đã quan tâm sát sao đến việc cải thiện điều kiện làm việc, giải quyết những khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lao động nữ. Và phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một số thông tin về những hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho đời sống nữ công nhân của Liên đoàn Lao động thành phố trong thời gian vừa qua. Thank you.
Hơn 15 năm công tác tại khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, nữ hộ lý, phải cố gắng nhiều hơn so với đồng nghiệp vì hoàn cảnh gia đình. Những năm gần đây, chồng chị bị tai nạn lao động, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương khiêm tốn của chị. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, các đồng nghiệp của chị Diễm thường xuyên thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Đặc biệt, tổ chức công đoàn Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8 đã dành cho chị sự quan tâm chu đáo cả về tinh thần và vật chất, nhất là vào các dịp lễ Tết, tháng công nhân, giúp chị vơi đi những khó khăn. Lúc mà chồng bị tai nạn lao động, nói chung là hụt hẫng vậy lắm. Giống như là mình ở cái bước đường cùng vậy đó, không có lối thoát luôn á. Mà được sự trợ giúp của từ phía công đoàn, từ anh Hiền là... Nên là mình rất là cảm thấy rất là mừng, rất là an ủi mà nói chung vượt được hết để mà qua được lúc đó. Không chỉ có chị Diễm, nhiều chị em đang công tác tại Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8 cũng nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía công đoàn cơ sở. Khi mình có con nhỏ thì được nghỉ hậu sản thì các bạn anh chị đồng nghiệp trong trạm cũng phụ giữ chương trình. Rồi khi con nhỏ thì tạo điều kiện là về sớm. Cái khoảng thời gian mà mình có bầu đến có em bé thì trong đơn vị có đi du lịch. Thì tuy con nhỏ với lại mang thai thì mình không có tham dự, không có dự cái cuộc du lịch của đơn vị được. Nhưng mà bên công đoàn cũng trích một phần kinh phí của cái chuyến du lịch đó để cho mình, gửi lại cho mình để mình có thể yên tâm công tác hơn. Thì ngoài cái tổ chức công đoàn ở đây thì cũng có sự quan tâm của tổ chức công đoàn ở trên ban chấp hành công đoàn cơ sở. Đó thì ngoài cái công việc chính ra thì bên công đoàn thì cũng quan tâm đến các chị em, giống như là khi mà mình có bệnh đau hay là gì thì phía công đoàn cũng có hỗ trợ. Bằng các nguồn quỹ như quỹ tương trợ, quỹ vì nữ công nhân lao động nghèo, quỹ máy ấm công đoàn đã tạo điều kiện cho chị em được vay vốn, góp phần giải quyết việc làm, giảm bớt khó khăn, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Hiện công đoàn cơ sở trung tâm có 242 đoàn viên công đoàn, trong đó có 171 là nữ cán bộ viên chức. Với đặc thù công việc đòi hỏi sự cần cù, chịu khó, nên tổ chức công đoàn tại đây luôn động viên, quan tâm, chăm lo đời sống cho lao động nữ. Tổ chức công đoàn cũng biết được là công việc của tất cả các bộ viên chức và đặc biệt các bộ nữ nó mang tính chất nặng nề và yếu tố độc hại, cho nên vẫn phải có dành một cái chút thời gian để dành cho những cái hoạt động để làm sao tạo cái sự gắn kết giữa cán bộ viên chức với nhau, và cũng như là để cho cái thời gian mà nghỉ ngơi của cán bộ viên chức được phục hồi sau cái khoảng thời gian mà mình tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Thì điển hình từ năm 2020, từ đầu năm đến nay, thì những cái hoạt động liên quan ví dụ như là chăm lo nữ trong cái dịp mà 8 tháng 3 thì cũng lồng ghép vào đó là những cái mức trợ cấp cho đặc biệt cho các nữ cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cái nguồn quỹ tương trợ nhằm giúp cho những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, và trong cái những cái lúc mà ốm đau bệnh tật thì cái nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ kịp thời. Trong thời gian qua, hoạt động nữ công nhân viên chức các cấp công đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em hay ký thỏa thuận với doanh nghiệp để chăm lo sắc đẹp cho lao động nữ. 10 năm qua, các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo cho hơn 119.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp, nữ công nhân xây dựng, nữ đoàn viên các nghiệp đoàn mầm non với số tiền hơn 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã có hơn 557.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động được đào tạo, nâng cao trình độ học vấn và đã có hơn 50.000 lượt nữ công nhân được đề bạt, bổ nhiệm. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã thương lượng cùng ban giám đốc ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho lao động nữ như hỗ trợ tiền nhà trọ cho nữ công nhân từ 150 đến 300.000 đồng, hỗ trợ tiền xăng xe từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi tháng, hỗ trợ tiền sữa cho con công nhân. Việc phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động đã và đang góp phần khẳng định nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó góp phần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất của nữ công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc 7:40 sáng thứ ba hàng tuần cũng trên kênh HTV9.